Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe van các bạn nhé. Tải van các bạn ạ. Đó chính là chiếc xe Suzuki Super Carry các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 và đăng ký tên tư nhân, mới lăn bánh được hơn 4 vạn km các bạn ạ. Chiếc xe rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 205 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Màu trắng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Phiên bản này là phiên bản tải van bạn nhé. Rất là thuận tiện cho các bác nào mà hay đi chợ đấy, hay đi chở đồ thì chiếc xe này rất là thuận tiện các bạn nhé. Giá thành thì lại rất là rẻ các bạn ạ. Chỉ 205 triệu đồng thôi thì quý bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe tải van Suzuki Carry các bạn nhé. 2020, lăn bánh được hơn 4 vạn km, rất là đẹp luôn này. Dàn lốp thì còn rất là dày, dàn lốp dày, đẹp luôn các bạn nhé. Mới luôn các bạn ạ. Đèn đóm cũng đều rất là mới vì đời cao, sản xuất năm 2020, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu nhá, rất đẹp luôn. Lốp mới cả dàn luôn các bạn nhé. Đấy, đều rất đẹp luôn này. Toàn bộ từ cabin cho đến thùng đều rất là đẹp này. Đây là phần cabin, tất cả đều rất là mới luôn bạn nhé. Đấy, đời cao cho nên là rất là mới. Chiếc xe được sản xuất năm 2020. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp. Hộp toàn bộ máy móc của chiếc xe này thì nó nằm ở cái phần ghế này này. Phần ghế này các bạn nhé. Phần ghế này là mở cái phần ghế này lên là thấy được luôn là cái máy của nó. Máy. Lát nữa tôi sẽ mở cái máy ra cho quý bạn xem nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, toàn bộ từ cabin cho đến những cái phần thùng đều rất đẹp luôn này. Đấy, phần thùng này, tất cả là đều rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Chỉ 205 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã có ngay một chiếc xe tải van đời cao mà đẹp như này. Đấy, cho bác nào mà đi chợ hay là chở đồ nhé. Cửa sau này, đấy, mở hết cả 3 cửa ra mà bán hàng, chở bán hàng đều rất là thuận tiện này. Đấy, đều rất là đẹp luôn này. Phải nói là rất mới luôn các bạn nhé. Thùng đều rất đẹp. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đây, những phần cabin này. Đấy, đây là cái tem này, ô tô tải van này Suzuki các bạn nhé, sản xuất tại Việt Nam và sản xuất năm 2020 này. Đấy, tem của nhà sản xuất đấy. Loa liếc các thứ, toàn bộ hệ thống này là còn nguyên bản hết. Không những còn nguyên bản và còn rất là mới đây các bạn nhé. Côn số, chân phanh, các thứ này đều rất đẹp luôn. Nội thất ghế da. Đấy, và đây là cái phần máy thì phải gập cái ghế này lại này, xong mở. Để tôi mở thử cái ghế này xem mở từ. Đấy, máy đây các bạn này. Đấy, động cơ của chiếc xe ở dưới này này đều rất là mới luôn các bạn này. Đấy, động cơ rất ngon. Động cơ bên kia, bên này chủ yếu là máy phát củ đề. Đấy, máy phát với củ đề. Bây giờ tôi sẽ sang bên kia để tôi sẽ mở cái bên kia lên cho các bạn xem nhé. Xem về cái động cơ, động cơ ở phần bên này.
tôi sẽ lật cái lên cho quý vị và các bạn xem. Đây, phần động cơ đây các bạn này. Động cơ đều rất là mới luôn các bạn nhá. Đây. Động cơ của chiếc xe đấy. Rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Suzuki tải van. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Suzuki Super Carry 2020 các bạn nhé. Đấy thì chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới như này đây. Chúng tôi đang bán với giá là 205 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Super Carry 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.